Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên Alo trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ bọn em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 20 tháng 9, em xin giới thiệu tiếp góc một chiếc đầu đĩa của hãng Soli. Với model của nó là CDP 3 số 3 ESG. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1992. Với giá xưởng của nó là 60.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Ở chiếc đầu này thì sở hữu xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 12,5 cm và chiều sâu của nó 37,5 cm. Nó nặng 12 kg. Đây là dòng cuối của dòng 3 số 3. Đây là dòng đời mới, là thiết kế cửa đi ở giữa nhìn rất là cân đối và khỏe khoắn. Đây. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, vẫn còn tem. Đây, tên đây chiếc giải mã là T-Plus, tem new đây. Đây. Mắt đọc của chiếc này dùng mắt đọc 272, là một dòng mắt rất là bền bỉ, không kén đĩa. Đấy, nhận bài nhanh và rất ổn định. Chip giải mã của chiếc này thì dùng hai con chip giải mã CXD2562Q và CXD2567 cho ra chất âm rất là sạch sẽ, chi tiết và tươi sáng. Chiếc đầu này là một chiếc đầu mà có cái độ mà giảm tiếng ồn rất là tốt, nó chỉ có 0,001% thôi. Đây là theo thông số của nhà sản xuất đưa ra chứ không phải là em tự em nói. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho các bác xem. Mặt tiền của chiếc đầu này thì có duy nhất một cái chấm cấn nhẹ đây một chút đây. Đấy. Còn lại thì rất là đẹp. Ở cạnh trên của chiếc này thì cũng còn rất là đẹp. Trên rất đẹp. Đấy. Cái phần lắp lưng thì em đã cho sơn lại rồi. Đấy, sơn lại cho đẹp. Vuông vắn. Đây thì có một cái vết sức nhẹ này, màu màu nông mèo. Hồi bên đây, hồi bên đây còn khá là đẹp. Và mặt sau đây ạ, mặt sau của nó đây là CDP 3 số 3 ESG, điện 100W, công suất của nó 21W, sơ đi máy của nó 206156, được sản xuất ở Nhật Bản. Thì nó có những cái vết xước đây, đây. Đấy. Xước đây. Nó có hai đường anốc ra chân được mạ vàng và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Và đây là phần nội thất bên trong, em mở để cho các bác xem. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đồ này thì còn khá là mới ạ. Máy móc thì riêng nguyên bản, mắt đọc cũng đi theo máy luôn, hai nguồn nhé, hai nguồn to, tụ đồng nguồn lên đến 6.800 mi. Đây là dòng Ella mà nó thuộc dạng cái dòng Durex các nhé, dòng cao cấp, tụ đại tụ 600 mi, 6.800 mi, toàn bộ tụ Ella thôi. Đấy. Thì cái phần lắp lưng ấy thì nó có cái nhúp mút, cho nên là theo năm tháng thì đây có cái vết ố, hơi ố này và cái khoác xong này, đây cái vết ố này các bạn ạ. Đấy, cái vết ố này. Đấy. Nó không ảnh hưởng gì đến phần máy cả. Đấy, đây và cạnh bên đây cũng thế này. Đây, đây cái phần lắp lưng đây, lắp lưng này nó có cái mút này này. Đấy, thế là nó ẩm mà. Đấy, đây các bạn ạ, đây ốc bên đây có ố này.
Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này đọc tốt đĩa lòng xanh, là đĩa sao chép và đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng. Hôm nay thì em test một cái CD sao chép để cho các bác được thưởng thức, một cái CD của Phương Phương Thảo đĩa chép đấy ạ. Nhận bài ngay. Các bác hãy đeo tay phone vào để cùng em thưởng thức. Và em xin giới thiệu, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Giọt lệ này em trao anh hơn tất cả, giọt lệ rồng anh đã giết trọn tim em. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình xây bằng nước mắt bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh đang giấc ngủ trên lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, đủ hôn cho nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều tư. Đàn hẹn hò em suy tư, anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa anh đau buồn tâm hồn, ngày qua đời đâu cũng là anh. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thương. Vương trên môi người vội
sáng chưa tàn uống, mai một xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây giã từ lời nói yêu ngoan, từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa xác thân đóng rã rời, nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui. Buông tay là đọc ạ. Chiều nào anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân răng mơ trắng cùng trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Nhạc tình sao xuyên đôi tim, mưa sao hòa nước mắt ân tình, tay đan tay trong tiếng đàn trầm, nhìn nhau nhưng không nói giờ tình yêu trong. Một mình em đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ, anh ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dí vàng sao xuyên mãi trong lòng tôi. Chiều buồn hiu hắt thương ai, mưa âm thầm phố cũng đường dài, trong cô đơn hình bóng một người, tìm mãi trên phố cũ tình yêu không thấy. Em xin phép được dừng video tắt ở đây. Thì chiếc đồ này em bán với giá là 4,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Bác nào đặt cọc thì tự thanh toán tiền ship. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.